chia sẻ cái ước mơ là chúng ta được làm một cái sản phẩm điện ảnh. Nhưng mà trước hết thì Tú có nói rằng là anh ơi, chắc có lẽ là tụi em chỉ làm web drama thôi, bởi vì không có đủ cái khả năng ở thời điểm đó để mà làm. Tuy nhiên là ngày hôm nay thì Hồng Tú cũng đã có chia sẻ với anh Đào Duy rằng là buổi tiệc này là một cái buổi tiệc mà Tú thật sự không nghĩ tới với những gì mà Pháp Sư Mù đã có được. Thì thôi bây giờ thay mặt cho nhà sản xuất thì xin được mời Hồng Tú sẽ có đôi lời chia sẻ với các anh em trong ekip sản xuất của mình. Xin chào mọi người. Không khóc nha. Tại vì là trong lúc làm phim là chắc Tú đã khóc nhiều quá rồi cho nên là giờ Tú không khóc nổi nữa. Má, từ má để con xuống. Má nói gì? Má nói lại cho con bé nghe. Ủa sao vậy? Sao khóc nhiều quá vậy? Trời ơi khóc thì phải nói tại sao khóc chứ. Bây giờ nói đi trình bày đi. Cái điều đầu tiên là Tú sợ là có nghĩa là từ trước tới giờ Lập chỉ làm web drama thôi. Mà hồi xưa giờ mọi người nói là làm web drama rất là nhiều tiền. Thì đúng là những sản phẩm của Lập hồi trước giờ làm rất là nhiều tiền. Thì cuối năm ngoái lúc mà Ai Chết Cho Tay ra thì lúc đó là như chị Cẩm Ly, chị nói là tụi em có quyết định là làm phim điện ảnh hay không. Thì Tú lỡ một cái lời hứa là thôi em chấp nhận là sau cái bộ phim Ai Chết Cho Tay em sẽ làm điện ảnh. Nhưng khi em làm điện ảnh xong rồi á, thật sự ra là nó, nếu mà so về tuổi của tụi em á, thì nó quá nhỏ để tụi em làm một bộ phim điện ảnh. Cho nên là thật sự khi tụi em trap mà có nghĩa là Lý Văn Thắng sẽ là người chứng kiến toàn bộ cái sự trap của em từ cái ngày mà quay phim xong, chi phí nó đội lên bao nhiêu, đi kiểm duyệt, rồi tụi em khóc ròng làm sao đó. Có nghĩa là bây giờ không biết làm sao trong cái thời điểm mà tụi em diễn phim là căng thẳng cực kỳ. Cái thời mà lúc mà Pháp Sư Mù được duyệt là lúc đó là hầu như là cục là bị lên báo liên tục luôn, cho nên em rất sợ. Mà có nghĩa là có một cái ngày em với anh Thắng đi ra Hà Nội không biết để làm cái gì luôn. Tụi em hai anh em đi ra bút vé máy bay đi ra thẳng Hà Nội, hai anh em đi chơi vậy đó. Nhưng mà với mục đích là chỉ muốn đi vô trong cục để coi có nó sao rồi. Ngày nào chị Hương nhắn tin em là trời Tú ơi phim sao rồi, Tú ơi chị sợ quá. Và công nhận là khi mà tụi em có được tờ giấy, em nói là em khóc là em nhắn tin cho anh Thắng liền đầu tiên. Em sợ là phim này nó không được ra luôn. Cho nên tại sao em nói là tại sao trong cái quá trình em làm em khóc quá nhiều. Rồi chưa kể là khi em đi được giữa đoạn đường thì là hầu như là giống như giờ còn có mình em chứ còn một hai người riêng với em thôi. Công ty em là coi như là nghỉ nửa phần nhân sự. Có nghĩa là em nói là lúc đó là em bị chơi dơ một mình em luôn. Là em vừa làm truyền thông, em vừa làm quản lý hậu kỳ của phim, rồi quản lý sản xuất, quản lý tất cả mọi thứ luôn, cả xô chậu cho Lập. Thời điểm hôm đó là còn có mình hơn em. Cho nên thực sự ra khi cái phim này ra 2 ngày 3 ngày đầu tiên á, em nói là review tệ, bởi vì người ta chưa thấy được cái sự thích thú của cái thể loại này. Tại vì em nói đây là thể loại đầu tiên nên ra nó rất khó. Em khẳng định đây là bộ phim điện ảnh khó khủng khiếp đối với tụi em, là tại vì nó vượt cái khả năng của tụi em rồi. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại là em rất vui. Em vui vì là những cái gì tụi em làm nó không có gây ảnh hưởng cho những đầu tư khác của em và những anh chị em nghệ sĩ của tham gia trong bộ phim này. Dạ em xin hết. Thật ra đứng ở trên sân khấu này, Hồng Tú chia sẻ về những điều mà Hồng Tú muốn khóc đó, nhưng mà Đại Duy nghĩ rằng là cái người đáng thương nhất là anh Lý Văn Thắng. Tại vì em biết anh á, là từ hồi cái lúc mà hai em nó bắt đầu dạo chơi với web drama thì anh là một cái người anh hỗ trợ và chia sẻ điều đó. Xong đến bước vào điện ảnh là em nghĩ rằng là anh vừa là một người anh mà vừa là một cái người phải là giống như tạm gọi giống như là một người thầy đó, phải hướng dẫn chia sẻ cho Huỳnh Lập về cái cách đạo diễn như thế nào và chia sẻ cho Hồng Tú về cách sản xuất điện ảnh như thế nào. Và Đào Duy nhớ rất là rõ cái hình ảnh là khi mà phát cái bộ phim mà ở cái ngày mà ra mắt phim á, là anh không có ngồi ở trên ghế mà Đào Duy đứng ở phía sau. Đào Duy thấy là anh Lý Văn Thắng anh cứ đứng đi tới đi lui khoanh tay rồi anh ngồi luôn ở ngay cái bậc thềm. Và đến khi mà cái bộ phim kết thúc thì Duy có ôm với anh và có nói rằng là chúc mừng anh, mọi thứ đã ổn rồi, chỉ tiếc là cái hôm ra mắt phim thì chúng ta không có cơ hội để chia sẻ điều đó. Anh đã cảm thấy rất là mệt khi mà tham gia một cái hành trình dài với hai cậu em của mình để giúp cho các em từ từ trưởng thành lên hay không? Tự nhiên hỏi thật, mệt không anh? Không, hôm nay được đứng và gặp lại tất cả mọi người của ekip Pháp Sư Mù, anh cũng
trong lòng rất là vui và có nhiều cảm xúc vì cái clip vừa rồi Thắng cũng giống như Lộc, tức là được xem nó và nhìn lại cái hành trình đó, mình thấy được là năm 2019 của mình rất là xứng đáng. Xứng đáng là mình có được cái tình cảm và có được cái tình yêu của mình đối với điện ảnh nó vẫn rất là mãnh liệt, nó vẫn là rất là nhiều. Đó cũng là cái câu trả lời của Thắng đối với Đào Duy luôn, tức là ở mỗi phim Thắng đều luôn có cái sự hồi hộp cho nó, đều luôn có cái lo lắng cho nó cũng giống như là phim đầu tay của mình vậy đó. Và với Pháp Sư Mù, cái hành trình đó đối với Thắng nó không có dài đâu quý vị, nó rất là ngắn, vì mình mỗi ngày mình thức dậy là mình nghĩ tới nó liền, mỗi ngày mình thức dậy mình nghĩ tới nó liền, nên cái khoảng thời gian mấy tháng đó nó gom lại mình cảm giác như ngày hôm qua vậy. Và thật sự cái tình cảm cho Lập và Tú rất là lớn, vì mình nhìn lại hồi đó mình mà ở tuổi của Tú với Lập chắc mình không có làm được như vậy. Hai em nó quá giỏi, giỏi từ chuyên môn, giỏi đến cái cách sống và cái cách chia sẻ tình cảm của đồng nghiệp, của tất cả mọi người. Nên mình nghĩ là cái sự giúp của mình nó cũng giống như là một cái phần nhỏ xíu thôi, còn cái thành quả lớn của Pháp Sư Mù hôm nay là của tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn anh Thắng. Thưa quý vị, khi mà có cái buổi tiệc cảm ơn thì chúng ta thường hay nói về những cái thành tích đã đạt được, và đó có thể là những con số về doanh thu, về lượt xem. Nhưng mà Đào Duy lại có một cái ấn tượng về cái thành tích mà Lộc cũng như là 17 Production có được từ Pháp Sư Mù, đó chính là Lộc chia sẻ có một khán giả đang chơi vơi không biết làm gì, thì sau khi xem xong Pháp Sư Mù có nhắn tin cho Huỳnh Lộc rằng là xem xong rồi thì thấy có những cái điều nó rất là hay và thú vị trong cuộc sống, và chị đó quyết định mở quán cơm chay. Dạ, tôi nghĩ rằng là chắc cũng do cái sự ảnh hưởng của bộ ba tóc tém hay sao. Thì Lộc có thể chia sẻ tí xíu về những cái sản phẩm nghệ thuật của mình, ít nhất thì nó cũng đã mang đến cái nguồn năng lượng tích cực đến với khán giả như thế nào. Thật ra thì trong khoảng thời gian mà phim Pháp Sư Mù được công chiếu là mỗi ngày em cứ check tin nhắn liên tục, là bởi vì em nghĩ là chắc chắn là những khán giả nào mà họ thích cái bộ phim này chắc chắn họ sẽ nhắn tin cho em. Và cũng thú thật là có rất là nhiều khán giả họ đều nhắn là đây là lần đầu tiên họ xem xong một bộ phim và họ bắt buộc họ về họ soạn một tin nhắn và họ gửi cho em liền. Và em đọc mỗi ngày là cả trăm cả ngàn tin nhắn để mà em xem coi là mình thiếu cái gì, mình cần cái gì để mình có thể hoàn thiện mình trong tương lai. Và trong những cái dòng chia sẻ của khán giả em thực sự cảm động, là bởi vì dựa trên những cái doanh thu hoặc là những cái gì mà đạt được mang cái tính là về mọi người thấy thôi, nhưng mà ở bên trong đó cái mà em hài lòng nhất là em thay đổi được tư duy của người xem. Có rất là nhiều người họ chơi vơi trong cuộc sống, khi mà họ xem xong bộ phim của em rồi là họ cảm có được một cái nguồn năng lượng tích cực, giống như là câu chuyện anh Đào Duy có chia sẻ. Có rất là có một chị nói rằng là bây giờ chị không biết là cuộc đời của chị đi về đâu. Và sau khi mà vô tình ra ngoài rạp để xem một bộ phim để mà giải trí thôi, để mà kiếm cho mình một cái khoảng thời gian cứu rỗi rồi đó trong cái cuộc sống bộn bề thôi, thì chị quyết định xem Pháp Sư Mù. Và khi xem xong cho nó là chị đã có được cái chí hướng của mình rồi, và chị quyết định mở một cái quán cơm chay, một cái nhà hàng chay nhỏ. Và chị nhắn cho em, các em cảm động, rất là cảm động luôn, là bởi vì cái bộ phim của mình nó không đơn thuần mang tính giải trí và nó không dừng lại ở đó, mà nó thực sự nó ảnh hưởng đến cái tư duy cũng như là cái tình cảm của người xem. Và cũng có rất là nhiều những bạn mới vừa bước vào nghề cũng như là những cái bạn mà đang vấp ngã trong cuộc sống, khi mà xem bộ phim của em xong thì họ cũng có niềm tin cho cuộc sống nhiều hơn và họ quyết định đi tiếp trên cái con đường mà họ đã chọn. Và đó là những gì mà em hài lòng nhất đối với bộ phim Pháp Sư Mù của em. Yeah. Nếu mà để nói về những cái khoảnh khắc đáng nhớ thì có lẽ là Đào Duy sẽ kể rất là nhiều, nhưng mà cái tình cảm gia đình và cái sự yêu thương nó được chan hòa ở trong những cái lát cắt trong cái tác phẩm điện ảnh lần này. Chúng ta có thể kể đến là hình ảnh của Huỳnh Lập nằm trên đùi của má Ngọc Giàu, cái tình cảm của bà cháu, hay là cái tình yêu thương của người mẹ lớn cho đứa con tới cái mức mà nó đi quýnh nhau mà bả đốt cặp đao của chị Việt Hương. Và có lẽ rằng là với tất cả những sự yêu thương của những anh chị em nghệ sĩ đã sắp xếp thời gian để cùng tham gia vào dự án này, ngay thời điểm mà chúng tôi đang có rất nhiều những cảm xúc, thì cho phép chúng tôi xin được mời nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giao, xin phép được mời nghệ sĩ Việt Hương, xin được mời diễn viên Khả Như và diễn viên Hạnh Thảo sẽ cùng di chuyển lên sân khấu. Nè, nó kêu lên là phát biểu gì? Má thấy nhỏ nó làm sao? Trời ơi, nhỏ này thôi, hết cãi rồi, hết mức đi vô phương cãi lỡ. Có nghĩa là dễ thương,
tình cảm nhỏ nhắn mà vui vẻ tử tế đối với má Ngọc Dầu, là tại vì dù cho Ngọc Dầu làm trong cái phim này một chút xíu, Ngọc Dầu cũng nhận lời là vì phải có một cái chút tình để đời sau này con cháu của mình nói là cái phim này có bà Ngọc Dầu đó, mặc dù một chút, nhưng mà đối với Quỳnh Lập có nghĩa là tình cảm mẹ con, nên má mới làm như thế này. Mà làm như thế này nó rất là vui, tại vì ở đây là có con, có gì, có tất cả mọi đứa. Mà bao nhiêu gian khổ, phim nó là gian khổ dữ lắm, lấy được chút đỉnh mà cũng khổ lắm chứ không phải. Má ơi đừng nói, má ơi đang tiền cảm ơn má ơi. Không phải sao, con tỷ làng lập đấy, con mình có chút xíu à. Thành ra thôi, bây giờ cái phim hết sức là thành công. Mà má, bây giờ má cảm thấy má mừng nữa. Tại vì đi Úc, hồi nãy thấy có chuyến bay đi đó. Dạ, năm sau. Mà nó không cho má đi. Nó nói bà làm có chút xíu rồi đi chị. Nó nói vậy đó. Thành ra thôi, má không đi, má đợi đi Mỹ, má đi. Rồi qua nhà dễ thương ở. Cái đó rất là ngon. À thôi thì bây giờ chúc cho Quỳnh Lộc với tất cả những ý kiến, tất cả cái gì á, tất cả những cái gì, và cho tới nửa, tới năm nữa là chúc cho Quỳnh Lộc được cái gì theo ý nguyện, được hoàn chỉnh và được nhiều tiền và được tên tuổi lấy lần trong phim ảnh. Con cảm ơn má. Thứ nhất là con xin được thay mặt cho tất cả những anh chị em nghệ sĩ trẻ, con chúc má luôn dồi dào sức khỏe để những cái sản phẩm sau của Lập và của tất cả những anh chị em nghệ sĩ. Mời má, má sẽ có sức khỏe tham gia cùng với tụi con. Dạ, dạ đi đâu nhớ đặt vé máy bay cho má. Và con nói thật là má cũng rất là thẳng thắn khi nói rằng là đúng là cái tên của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu như là một cái sự bảo chứng cho cái tác phẩm điện ảnh đầu tiên. Và một trong những người nghệ sĩ ngày hôm nay cũng có mặt là chị Tiền Hương. Em thật sự là em đã thấy được cái sự chuyển biến tâm lý từ một người mẹ trong như thế này như thế kia, nhưng mà cuối cùng xong sau đó lại mang đến những cái lát cắt khiến cho người khác phải thổn thức. Chị cho Đào Duy hỏi thật một câu là lúc mà chị đọc kịch bản thì chị cảm nhận như thế nào về cái nội dung này? Dạ, cảm ơn câu hỏi của Đào Duy rất là hay. Chắc là cả một câu chuyện dài, nhưng mà trước tiên thì Khương xin chân thành cảm ơn tất cả các dưới đây trẻ, không có tất cả các bạn và đặc biệt là ekip đã làm nên bộ phim Pháp Sư Mù. Chắc có lẽ là mình không có thời gian với nhau nhiều, chia ra những khoảng cách, nhưng mà tất cả những khoảng khắc mà chị ở cùng với tụi em để làm thành một bộ phim thành công, để mình có buổi tiệc ngày hôm nay, thì tụi em bỏ tới 10 sức lận, chị chỉ bỏ một thôi. Và khi mỗi lần mà chị xuống chị thấy tụi em á, chị không biết làm sao, chị chỉ cho tụi em ăn uống thôi chứ chị không biết cách nào để chị giúp tụi em hết. Chị ăn của tụi em hả? Chị mua bánh cho em ăn chị như hả? Chị thôi bỏ hả má? Dạ, chị có mua bánh cho tụi em ăn đúng không? Chị có lo cho tụi em chứ bộ. Nói chung lại là chị cảm ơn tụi em rất là nhiều, tất cả những ekip mà không bao giờ mọi người nhớ tới nhiều nhất. Nãy chị có nói với Thắng á, là ngồi trong hậu kỳ em mới chua cay đúng không? Tất cả những cái gì mình làm được mình về mình cắt mình xén từ cái. Thì một lần nữa Việt Hương xin đại diện cho thằng em, đối với Việt Hương là thằng em của Việt Hương, xin cảm ơn quý vị tất cả các bạn đã làm nên bộ phim Pháp Sư Mù. Cho Việt Hương xin kể cái này một chút xíu. Lần đầu tiên Việt Hương làm với Thắng á, thì Thắng làm bộ phim Đại Náo Vô Quy. Và các bạn có biết là lần đầu tiên Thắng mời Việt Hương với lại Thiện Viễn làm đạo diễn. Một ngày Hương gọi điện từ bên Mỹ mà trong đêm, thì Hương phải vô cái phòng thu của chồng để khóa cửa lại để làm gì. Hương chửi hai thằng này một ngày, chửi 3-4 lần để kêu quý vị biết không, sửa kịch bản. Dạ. Mà Thắng cũng rất là chịu nghe Việt Hương nữa, sửa cho bằng được cái kịch bản của Vô Quy Đại Náo. Nhưng tới khi Quỳnh Lập mời Việt Hương, thì Quỳnh Lập là người do Việt Hương thi một cuộc thi, và anh ta là quán quân, cũng giống như Việt Hương, cũng nhỏ con, cũng lăn xăng mà diễn hết mình, diễn cái máu chảy luôn hai cái đầu gối ra, và cuối cùng ảnh là quán quân mà mình là người chấm. Bây giờ ảnh làm phim điện ảnh thì hai đứa mới mời chị Việt Hương tới ăn cơm, để mời Việt Hương. Và Hương với tâm thế là tới đây ăn cho đã rồi về chứ không có làm, bạn biết tụi nó làm gì không. Thì tới nơi thấy có ông Thắng kèm theo nữa, thì chị mới nói là thôi chết tụi bay kỳ này, là
này chửi 5, chắc này chửi 10 mới sửa kịch bản. Tại vì tánh Hương là phải sửa kịch bản chỉnh chu mới chịu nhận lời. Hương sửa giùm không diễn cũng được. Thì đúng khi Lập đưa kịch bản thì về thì đọc xong chỉ đứng đi, chỉ dám nói gì đâu. Tại vì nói thiệt tụi em biết gì đâu sửa. Những cái câu pháp của Lập á, chị ngồi chị nghe mà chị coi mà chị tròn mắt luôn. Chị thích lắm, chị nói trời cho tôi đóng dây này. Chị có nói với mấy Như Như, chị đóng dây này, chị liệu lưỡi, chị léo lưỡi, chị chết nhiều người. Sao mà nó đọc được cái câu văn nó được như vậy? Mà giữa đêm không có chị 3-4 giờ sáng. Quá hay, cho nên không có sửa gì kịch bản của Lập hết. Chị có tới lúc khi duyệt. Tại sao mà nãy Hồng Tú nói là ngày nào chị Hương cũng nhắn. Thật ra không có hùng tiền của chị. Là... quý vị biết không, phim đó em sợ phim không ra, không đừng có la làng vậy nha Duyên. Hỏi hai đứa coi, lúc mà ăn cơm á chị có nói vậy nè, lúc mà bấm máy á chị có nói với Tú chứ, Tú ơi Tú, chị biết giúp em gì trơn á, Lập nó giỏi quá, Lập kịch bản hay quá, chị biết giúp em gì, nhưng chị chỉ nói với em một điều là đi xuống dưới đó, xứ lạ quê người, xuống dưới Tiền Giang đó quý vị, xứ lạ quê người, lỡ mà có tiền cũng điện chị nha, chị ôm tiền, tại chị tối diễn thì chị sẽ ôm xuống vài tỷ mình trả tiền cho ta để mình ăn nhờ ở đậu mình ngon lành đó Tú, mình có tiền mặt nha, chị chỉ nói được vậy thôi. Không giúp được gì Tú hết. Đến khi mà nó cầm được cái phim nó đi duyệt rồi, ngày nào chị cũng nhắn đó. Xong chị nói, chị có nói với Tú là nếu không được ông ấy em chi tiền, còn nếu không được nữa em cắt cái phần của chị. Tại cái phần của chị á là cái mặt xấu trong xã hội, có thể cắt được. Nhưng cái phần của ông Lập đó là pháp sư mà đâu có cắt, là cắt con với má đó. Nó cắt hai má con, hai má con chị nghe. Chứ cái phần bên Lập là để y nha. Cái thằng Tú nói không được chị, cho con cái tâm đây nè, nói cho chủ chiếu coi á, quá dài bên cái phía sàm sàm của mình nó vui. Cái nói nhưng mà giờ sở là sao, hiểu không, chị lo. Thì hàng ngày tới cái ngày cuối cùng Tú nó nhắn cho chị mà chị chạy ngoài đường, chị không có chạy, tài xế chạy, chị ngồi sau lưng á. Mà nó vừa mới nói là chị Hương phim duyệt rồi, mà cái tay luôn rung vậy nè, phim nói duyệt mắt chị mà mình rung hết trơn. Thì mình nói vậy là có cắt không em, là tưởng cắt hai đứa mình rung là để chữ đó, là cắt của chị. Nó nói không cắt một phút nào mà chị không tin luôn. Chị về tới nhà chị ngồi chị nghĩ sao nó hay vậy ta, nó làm cách nào. Câu này đừng có dựng lên nha. Tôi nói ê mày có chi tiền nhiều nhiều không, sao người ta không cắt, hiểu không. Mình nghĩ vậy đó, mình nghĩ xấu vậy. Và cuối cùng là cái người mình chấm ra, Lập chấm ra rồi, nó cũng nhỏ nhỏ như mình, cũng đi thi một cuộc thi rồi cũng được quán quân, và nó làm một cái bộ phim điện ảnh. Tới bây giờ khi báo hỏi Hương, Hương nói tôi cũng không dám làm, Hương không dám làm phim điện ảnh. Chị thứ nhất áp lực đủ thứ hết, mà nó mời vàng đồng này, vàng già nè, dàn già này khó nè, dàn hẹp. Nhưng mà má ít quá nó cắt sợ hết. Còn cái gì biết không, để chiều cái dàn này á, thì giống như hồi nãy anh Thắng nói là các bạn quá khéo, Tú quá khéo. Tú là phải có Lập, Lập là phải có Tú. Hôm nay Hương nói với má giống như đám cưới của hai người này vậy đó. Là tại vì Lập á giỏi nghề nhưng mà Tú rất là khéo nha quý vị. Rất là khéo léo luồn lách ăn nói. Rồi cái như chiều mấy người lớn tuổi, mấy người lớn tuổi nè. Rồi chiều đủ thứ chuyện á, không trách được nó đúng không chị? Dạ, Tú không có trách được Tú, rất là khéo. Đó là cái mà cách của Việt Hương làm việc với lại ekip này. Là bản thân Hương cũng nói là qua năm sau tụi em phải làm tiếp tục nha. Và tụi chị nếu không mời tụi chị vẫn đứng phía sau ở phần phía sản xuất để hùng tiếp em, ý nói là vậy đó. Và để cho những cái câu này ví như là nhóm trẻ đi, thì đại diện ở đây nhóm trẻ là có bé Như với dạy bé Thảo. Yeah. Thì tụi em nói những lời công tâm đúng không ạ? Hai người này giống như là người đánh người xoa ha, người giỏi chỗ này thì người giỏi chỗ kia nha. Cái cháu đẻo nó đẹp dễ thương lắm cho nên Lạc mới thích. Tôi nó trắng trẻo dễ thương lắm, có liên quan tới phim đâu. Thôi Như em nói cái có liên quan thôi. Thôi để Đào Duy hỏi, để Đào Duy hỏi chị nghe tí xíu. Okay. Chị Như là cũng là một trong những cái người trợ diễn và có góp ý cho Huỳnh Lập từ khi Huỳnh Lập thi Cửa Xuân Điện. Phải nói là chị Mèo là một cái người tiền bối đi trước của Huỳnh Lập rồi. Dạ. Và hình như là cái dự án phim này thì chị Mèo cũng đã sắp xếp thời gian để cùng đồng hành với Lập. Thì thực sự là chị cảm thấy cái năm 2019 của Huỳnh Lập với những bước phát triển này. Dạ, đầu tiên là cho Như xin phép được chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Và thực sự thì Như rất là vinh hạnh khi mà mỗi cái cột mốc của Lập đều có cái dấu răng của Như ở đó để mà có thể ở bên cạnh Lập ăn những cái buổi ăn như thế này. Em nói chuyện hơi du duyên chứ kể em đi chị, nhưng mà thật sự đây là những điều mà em thật sự rất muốn chia sẻ với mọi người. Là khi mà cái dự án điện ảnh này bắt đầu từ những ngày đầu là Lập đó nói là chị Như ơi, đợt này lúc đó là up time của em, Lập đến
dự với em rất là bất ngờ và làm nói là chị Như ơi, đợt này em sẽ cho chị một vai rất là phản diện nhưng mà sẽ làm cho người ta thương chị. Dạ, thì con lúc đó con cảm thấy con hạnh phúc lắm, tại vì thật ra hồi đó giờ cứ làm việc với Lập là con cảm thấy là mình sẽ có được những cái vai rất là hay. Và với Huỳnh Lập và Hồng Tú, chỉ riêng hai cái nhân vật này là khi mà Như làm việc là Như không có điều kiện, sẽ không có bất kỳ một cái điều kiện nào, xin cái gì cho đó, xin gì cho cái đó, xin ngài, nhiều khi mình kẹt quá mình cũng sẽ ráng mà cho nó xin quay cái phim này, nó lóc mình 2 tháng à. Nó lóc 2 tháng rồi nó mới trả lại từ từ cũng ráng mà chịu. Nhưng mà những cái điều đó nó xuất phát từ cái niềm tin. Thật sự là Lập với Như là từ cái thời mà hai đứa còn nắm tay nhau ra bờ kè mà quay clip, quay hình, chụp hình, thấy ghê lắm, trên mạng còn á, rất ghê luôn. Bây giờ mà khi mà đứng ở đây mà chứng kiến mà Lập có những thành công như vậy, mình cảm thấy là bạn này quá tài giỏi. Thật sự Lập là một người có một cái tố chất mà con nghĩ hiếm ai có, đó là đi đầu tiên phong về cái sự sáng tạo và dám nghĩ dám làm. Đó là những cái slogan của Lập. Thì qua đây thì Như cảm ơn chị, cảm ơn em vì đã cho chị một cái vai diễn mà rất là tròn trịa trên phim điện ảnh, mặc dù là Như cũng góp phần phim điện ảnh cũng một số phim nhưng mà chưa có vai nào mà Như cảm thấy tròn trịa như vậy. Cảm ơn Lập, cảm ơn Tú và cảm ơn ekip, cảm ơn anh Thắng đã hỗ trợ em rất nhiều. Khi quay về thì nhắn tin là em như này như kia. Anh Thắng là một người đạo diễn rất là nhẹ nhàng và Như nghĩ là ai làm việc với ảnh sẽ cảm thấy rất là tình cảm và may mắn để có một đạo diễn là nhẹ nhàng như vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn chị Mèo. Thật ra thì Đại Duy thấy là nè, Lập qua thời gian càng ngày càng giỏi là vì có sự yêu thương của mọi người, nhưng mà có một cái Lập không có được như chị Khả Như, đó chính là càng ngày chị Như càng đẹp. Anh em mình thiệt sự là chị Như càng ngày càng đẹp, càng ngày càng dễ thương. Và bây giờ là đến Hạnh Thảo. Hạnh Thảo đi cùng với Huỳnh Lập từ web drama, và hỏi thật cái lúc mà bạn nhận lời web drama, bạn có bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ tham gia vào dự án điện ảnh với cái sản phẩm web drama đó? Dạ, đầu tiên cho em xin chào tất cả các cô chú, anh chị, các bạn có mặt tại buổi thanh chưa bạc ti của Lập và Hồng Tú ngày hôm nay. Thật sự thì ban đầu em nhận vai của web drama thì làm sao em biết được là một ngày nào đó em được đóng một bộ phim điện ảnh lớn như vậy. Em cũng rất cảm ơn Lập, cảm ơn Tú, cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ, nâng đỡ cho em hoàn thành được tròn vai trong Pháp Sư Mùa ngày hôm nay. Bên cạnh má giàu, bên cạnh chị Hương, chị Mèo, anh Đại Nghĩa, rồi có anh Thắng, anh Nam, tất cả mọi người luôn giúp đỡ em khi mà em thực hiện vai Liên Thanh này. Cảm ơn.